Quý vị, mở đầu cái phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tiếp việc Quốc hội Việt Nam họp bất thường về vấn đề nhân sự. Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ họp bất thường vào ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 3 để xem xét quyết định công tác nhân sự trong bối cảnh có những đồn đoán về sự thay đổi nhân sự cấp cao. Bức thư do Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ký gửi cho các đại biểu Quốc hội có nội dung: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Thời gian trên thư ghi cuộc họp bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 3 với hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Reuters dẫn lời một số viên chức nhà ngoại giao Việt Nam cho biết khả năng vấn đề nhân sự mà Quốc hội thảo luận là việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xin từ chức. Trong một diễn biến có thể liên quan, hôm 14 tháng 3, Việt Nam đã bất ngờ yêu cầu hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của vua Hòa Lan William Alexander và hoàng hậu Maxima theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lý do là tình hình nội bộ. Chưa rõ lý do vì sao Quốc hội Việt Nam đã có kỳ họp bất thường vào tuần này. Nhưng tháng Giêng năm 2023, Quốc hội cũng có một cuộc họp bất thường để xem xét miễn nhiệm Chủ tịch nước khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc từ chức lý do là chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong buổi lễ bàn giao công tác vào ngày 4 tháng 2 năm 2023, ông Phúc đã phát biểu rằng gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á. Tuy nhiên, câu nói này của ông Phúc sau đó đã bị gỡ khỏi các tờ báo Việt Nam. Sau đó, ông Võ Văn Thưởng khi đó 53 tuổi được bầu làm Chủ tịch nước thay cho ông Phúc từ tháng 3 năm 2023. Vua Hòa Lan hoàn toàn bất ngờ và đáng tiếc khi bị hoãn chuyến thăm Việt Nam. Báo chí Hòa Lan dẫn lời nhà vua William Alexander nói rằng ông hoàn toàn bất ngờ và không hề biết lý do vì sao chuyến thăm Việt Nam lại bị hoãn. Vua Hòa Lan phát biểu vào thứ Sáu ngày 15 tháng 3, đó là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với chúng tôi hy vọng chuyến thăm có thể tiếp tục vào dịp khác, chúng tôi rất vui vì các phái đoàn kinh tế vẫn tiếp tục chuyến đi như dự định. Chúng tôi lấy làm tiếc và cũng xin gửi lời cảm ơn tới các nhân viên cũng như đại sứ quán và tổng lãnh sự quán tại thành phố Sài Gòn, những người đã làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho chuyến thăm này. Nhà vua nói rằng phải chờ xem lý do hoãn chuyến thăm là gì, nhưng ông tôn trọng quyết định của Việt Nam vì họ có thể có những lý do rất cấp bách trong nội bộ đất nước. Báo El Min Dablat đưa nhiều tin chi tiết cho thấy phía Việt Nam đề nghị hoãn chuyến đi thật sự khiến cho cả hoàng gia lẫn báo chí Hòa Lan phải bất ngờ. Cụ thể, vào lúc 12 giờ 44 phút chiều thứ Năm ngày 14 tháng 3, Cục Thông tin Hòa Lan đã gửi email chương trình nghị sự chuyến thăm của vua và hoàng hậu đến Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3. Nhân viên phụ trách báo chí của chính phủ còn chúc các nhà báo tháp tùng một chuyến đi thuận lợi bình an đến đất nước xa xôi. Nhưng chỉ 70 phút sau đó, cơ quan này lại gửi đi một email khác thông báo chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đã bị hoãn. Báo El Min Dablat bình luận, việc hủy chuyến thăm cấp nhà nước vào phút chót gần như không bao giờ xảy ra. Và việc mà nước chủ nhà không đưa ra lời giải thích rõ ràng lại càng chưa từng có tiền lệ. Chia sẻ với BBC News tiếng Việt vào ngày 16 tháng 3, một nhà báo người Hòa Lan đang làm việc tại Bangkok, Thái Lan cho hay báo chí cũng không nghe ngóng được gì thêm về lý do Việt Nam yêu cầu hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu, ngoài thông tin công khai là do tình hình nội bộ. Nhà báo này nói, điều đáng chú ý nhất mà tôi thấy là trong chương trình nghị sự ban đầu, vua và hoàng hậu dự kiến gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cuộc gặp này đã không còn trong lịch trình cuối cùng mà các nhà báo Hòa Lan nhận được từ Hoàng gia vào thứ Năm. Tới thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về việc hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hòa Lan đến Hà Nội. Điều này đã khiến báo chí, giới quan sát Hòa Lan phải đoán già, đoán non. Một số nguồn tin cho rằng nguyên nhân là do sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày càng trầm trọng. Nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Trong khi đó, trên mạng xã hội Việt Nam lại có tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thể bị mất chức. Hoa Kỳ tài trợ gần 3 triệu Mỹ Kim để bảo vệ sinh thái ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác Việt Nam vừa bắt đầu dự án với có giá trị gần 3 triệu Mỹ Kim nhằm bảo vệ sinh thái ven biển và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong một thông báo vào ngày 15 tháng 3, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tức USAID cho biết, dự án trị giá là 2 triệu 900 ngàn Mỹ Kim do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ sẽ hoạt động nhằm giảm thiểu các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và nghề cá ven biển, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của vùng ven biển tại khu vực này.
Tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua USAID cùng đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã khởi động dự án bảo tồn môi trường sống ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Giám đốc USAID Việt Nam là Aller Grubbs phát biểu tại sự kiện: "Việc bắt đầu dự án ngày hôm nay góp phần thúc đẩy ưu tiên chung của chúng tôi với Việt Nam nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi đóng vai trò rất quan trọng nhưng ngày càng dễ bị tổn thương, đồng thời góp phần vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ. Thông qua dự án mới này, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học khu vực ven biển, tăng cường công tác quản lý bền vững nguồn lợi biển nhằm giảm thiểu tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu cho các cộng đồng địa phương ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long và các hệ sinh thái ven bờ là nơi tập trung của 70% rừng ngập mặn và 90% diện tích thảm cỏ biển tại Việt Nam, nơi có môi trường thuận lợi để phát triển nguồn lợi thủy sản phong phú. Tuy nhiên, những khu vực sinh cảnh này và nhiều loài thủy sản có giá trị thương mại quan trọng như là cá vược và cá hồng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa gây tác động lâu dài đến sinh kế và cuộc sống nơi đây." Hãng Pacific Airlines trả toàn bộ máy bay để xóa nợ. Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3, hoạt động khai thác của Pacific Airlines bị ngưng trệ do thiếu máy bay. Nguyên nhân là hãng này hoàn tất việc thanh toán và trả nợ cho chủ máy bay. Áp lực các khoản nợ từ giai đoạn trước, thậm chí càng căng thẳng hơn trong giai đoạn dịch bệnh khiến doanh thu không đủ bù chi, càng bay càng lỗ. Thời gian qua, lãnh đạo của Pacific Airlines liên tiếp đàm phán để giãn khoản nợ với chủ tàu bay, cơ bản để đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng giảm áp lực nợ. Đến ngày 15 tháng 3, theo thỏa thuận, hai bên thống nhất ngưng hoạt động 5 máy bay với thương hiệu Pacific Airlines tại Việt Nam, tiến hành hoàn tất trả máy bay, dự kiến từ ngày 22 tháng 3. Từ khi thành lập cho đến nay, Pacific Airlines hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Năm 1991, hãng hàng không Pacific Airlines được thành lập với các cổ đông là doanh nghiệp nhà nước. Năm 2007, tập đoàn Qantas mua 30% cổ phần của Pacific Airlines và hãng đổi tên thành Jetstar Pacific Airlines. Đến năm 2012, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC đã chuyển giao 68% vốn tại Jetstar Pacific cho Vietnam Airlines. Đến tháng 7 năm 2020, Jetstar Pacific trở về tên khai sinh Pacific Airlines. Trong quý 1 năm 2022, Vietnam Airlines tiếp nhận 30% cổ phần do Qantas tặng nên nắm gần 99% vốn của Pacific Airlines, 1% còn lại của một cổ đông khác. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời lãnh đạo Vietnam Airlines xác nhận Pacific Airlines đang tiến hành tái cấu trúc đội bay của hãng để gia tăng hiệu quả, tối ưu chi phí. Trong giai đoạn này, Vietnam Airlines sẽ duy trì hỗ trợ cần thiết bằng cách hỗ trợ máy bay, trong đó khả năng điều máy bay thuê ước, thuê máy bay và phi hành đoàn của Vietnam Airlines để hỗ trợ khách của Pacific Airlines. Yêu cầu sớm thanh tra thị trường vàng. Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm thanh tra các doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý mua bán vàng miếng. Từ cuối năm ngoái, chính phủ Việt Nam nhiều lần yêu cầu có các biện pháp quản lý thị trường vàng, không để giá chênh lệch quá cao so với thế giới. Lần này thì ông Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan có giải pháp ổn định thị trường vàng, nhiệm vụ đã được giao tại các công điện, chỉ thị trước đó. Lãnh đạo chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước cùng các bên nhanh chóng thanh tra, giám sát thị trường vàng chặt chẽ toàn diện, có trọng tâm và trọng điểm. Ông Khái lưu ý giám sát, thanh kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Việc thanh tra kiểm soát nhằm bình ổn thị trường, hạn chế vàng hóa nền kinh tế, bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Khi ghi nhận, vào cuối năm 2023, giá trong nước trên với thế giới đến 20 triệu đồng, buộc cơ quan quản lý phải lên tiếng và đề nghị các bộ vào cuộc thanh tra hoạt động mua bán vàng miếng, nguyên liệu. Thị trường vàng hiện ổn định hơn, song giá vẫn liên tục biến động, có lúc vàng miếng vượt đỉnh lịch sử lên gần 82 triệu, vàng nhẫn chạm 69 triệu đồng một lượng. Gần đây, giá vàng trong nước có xu hướng giảm do tác động từ giá vàng của thế giới. VinFast sắp có nhà phân phối đầu tiên tại Phi Châu. Công ty VinFast vừa ký kết thỏa thuận với Jaspong Group of Companies, tập đoàn đa ngành hàng đầu của Ghana, về việc phân phối xe điện tại thị trường Ghana và khu vực Tây Phi. Theo thỏa thuận, Jaspong sẽ phân phối ô tô điện, xe máy điện, xe đạp điện và xe bus điện của VinFast tại thị trường nói trên và triển khai cơ sở hạ tầng sạc công cộng trên toàn quốc để thúc đẩy sự phát triển của xe điện.
Bên cạnh đó, Vingroup, công ty mẹ của VinFast, và Jaspion Group of Companies cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về việc thiết lập mối quan hệ đối tác ưu tiên. Hai bên sẽ tích cực làm việc để hướng tới hợp tác kinh doanh trong những lĩnh vực quan trọng như xe điện, taxi, giao thông công cộng, giáo dục, khách sạn, phát triển bất động sản và các lĩnh vực khác. Thị trường xe điện Ghana và Tây Phi có tiềm năng phát triển lớn với dư địa cao và ít cạnh tranh. Nhu cầu xe điện tại đây được dự báo tăng nhanh khi chính phủ có chính sách ủng hộ mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không trong lĩnh vực giao thông vận tải. Nước này dự kiến đến cuối năm 2040, một số lượng lớn trạm xăng sẽ chuyển đổi để phục vụ những phương tiện giao thông bền vững như xe điện. Giả danh đặc vụ quốc tế để cưỡng đoạt tiền du khách trong phố cổ Hà Nội. Vào ngày 18 tháng 3, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản và đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ hành vi lừa đảo giả dạng cảnh sát quốc tế của hai đối tượng là Abdul Aziz, sinh năm 1969, quốc tịch Pakistan, và Shohabaz Yassi, sinh năm 1974, quốc tịch Iran. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 12 tháng 3, hai người này bị công an bắt quả tang trước số nhà 43 Hàng Thiết khi đang chặn một khách du lịch nước ngoài lại, giơ ra một chiếc thẻ cứng. Người khách du lịch đã lấy passport và ví tiền đưa cho họ xem. Sau khi kiểm tra, công an đã thu giữ một thẻ Police London từ Anh Quốc có tên và ảnh của Abdul Aziz. Đây chính là tấm thẻ mà Gisa giơ ra và tự nhận mình là Interpol để kiểm tra du khách nước ngoài đi một mình. Aziz khai nhận tấm thẻ này y làm ở Bangkok, Thái Lan với giá là 500 baht, mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản. Yashi cũng khai nhận cùng với thủ đoạn trên, vào hồi 12 giờ 20 phút trưa ngày 11 tháng 3, cặp đôi này đã chặn một nam du khách người Ấn Độ tại số 13 Hàng Gai lấy đi 10 triệu đồng. Hiện sự việc đang được điều tra mở rộng. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Tổng thống Biden nói đùa về sức khỏe tinh thần của ông Trump tại buổi tiệc của Korean Club. Ông Trump dự báo kết thúc nền dân chủ Hoa Kỳ nếu ông thua cuộc bầu cử 2024.